Trên thế giới, bác sĩ tuyên bố Tổng thống Biden hoàn toàn khỏe mạnh sau khi khám định kỳ. Chiến hạm Đức suýt bắn rơi UAV Mỹ. Thành phố Thụy Sĩ trả lương nhầm cho nhân viên 200 triệu đô la Mỹ. Trường mầm non Trung Quốc liên tiếp có trẻ dương tính với Covid. Tại Việt Nam, khách tố bị nhà xe hành hung bỏ giữa cao tốc. Hai người thiệt mạng sau va chạm giữa xe máy và xe tải. Đốt rác ven đường, nguy cơ cao tai nạn giao thông do khói bốc cao. Vụ Việt Á, cựu giám đốc CDC Hà Nội hầu tòa. Bác đề xuất doanh thu bán 300 triệu đồng mới nộp thuế VAT. Trần Tiến chào mừng quý vị đến với chương trình trưa nay ngày 29 tháng 2 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành và sau đây sẽ là chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là thông tin, bác sĩ tuyên bố Tổng thống Biden hoàn toàn khỏe mạnh sau khi khám định kỳ. Vâng thưa quý vị, ông Biden hôm 28 tháng 2 đã đến Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Waterloo để khám sức khỏe thường niên. Sức khỏe thể chất và tinh thần của ông Biden từ lâu đã là chủ đề được chú ý nhiều khi ông đã cao tuổi, 81 tuổi và thường xuyên nói hớ vụng. Kết quả, bác sĩ Kevin O'Connor khẳng định rằng Tổng thống cảm thấy khỏe và lần khám năm nay không tìm thấy vấn đề nào mới. Ông ấy tiếp tục phù hợp làm việc và thực hiện đầy đủ tất cả trách nhiệm công việc, không cần bất cứ ngoại lệ hoặc điều chỉnh nào. Tuy nhiên, trong lần thăm khám này, ông Biden không làm bài kiểm tra nhận thức, bất chấp có áp lực từ nhiều nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Trước đó, trong báo cáo đầu tháng 2 về vụ tài liệu mật liên quan đến Tổng thống Biden, biên lý đặc biệt Robert Hur đã gọi Tổng thống Mỹ đương nhiệm là lão già có trí nhớ kém. Ông Hur nói, ông Biden không thể nhớ được những sự kiện đơn giản về cuộc sống cá nhân, chẳng hạn như ông là phó tổng thống khi nào hoặc con trai của ông đã chết bao giờ. Mặt khác, một cuộc khảo sát do Quinnipiac công bố tuần trước cũng cho thấy có tới 67% cử tri tin rằng ông Biden quá già để làm tổng thống nhiệm kỳ 2. Cũng tại Hoa Kỳ, tối cao Pháp viện Mỹ hôm 28 tháng 2 đồng ý tạm dừng vụ án hình sự liên quan tới ông Trump do luật sư đặc biệt Jack Smith theo đuổi, trong đó cáo buộc cựu tổng thống nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Cơ quan này cũng sắp đưa ra phán quyết về việc có nên hủy bỏ quyết định tư pháp cấm Trump tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Colorado hay không, dựa trên một điều khoản hiến pháp liên quan đến cuộc nổi dậy. Chuyển qua thông tin liên quan tới cuộc xung đột tại Biển Đỏ, chiến hạm Đức suýt bắn rơi UAV Mỹ. Vâng thưa quý vị, sự việc xảy ra khi tàu hộ vệ tên lửa Hessen của Đức làm nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đỏ hôm 26 tháng 2. Nhưng thông tin chỉ được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức Michael Stempel tiết lộ hôm 28 tháng 2. Cụ thể, radar phòng không của tàu Hessen phát hiện máy bay không người lái và coi đó là mục tiêu khả nghi, do phi cơ không hồi đáp tín hiệu nhận diện địch ta. Thủy thủ đoàn liên lạc với các quốc gia đồng minh nhằm xác định lực lượng vận hành UAV nhưng không có kết quả, khiến họ quyết định khai hỏa hai tên lửa phòng không tầm xa về phía mục tiêu. Tuy nhiên, cả hai tên lửa đều trượt mục tiêu và rơi xuống biển. Ông Stempel cho hay, sự việc kết thúc khi chúng tôi xác định được đó không phải là UAV thủ địch, nhưng không nêu quốc gia vận hành phi cơ. Mặt khác, truyền thông Đức nói rằng mục tiêu của Hessen là UAV trinh sát của Mỹ đang làm nhiệm vụ chống khủng bố tại Trung Đông, thêm rằng hai tên lửa trượt mục tiêu do trục trặc kỹ thuật. Bộ trưởng Quốc phòng Đức sau đó xác nhận thông tin, nói với các phóng viên rằng tàu hộ vệ Hessen khai hỏa nhưng không bắn trúng ai. Tiếp theo là thông tin về một sự cố hy hữu. Thành phố Thụy Sĩ trả lương nhầm cho nhân viên 200 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, chính quyền Zurich mới đây đã thông báo rằng họ đã trả lương tháng 2 gấp đôi cho các nhân viên vì lỗi kỹ thuật. Theo hội đồng thành phố, sự cố xảy ra khi ngân hàng nhà nước GKB, nơi xử lý các khoản tiền lương của chính quyền thành phố, bị trục trặc phần mềm. Điều này đã dẫn tới việc tiền lương bị gửi đi hai lần. Tổng cộng, khoản lương được thanh toán là 400 triệu đô la Mỹ, trong đó có một nửa là chuyển nhầm. Chính quyền Zurich cho biết các nhân viên thành phố, khoảng 30.000 người, không thể giữ số tiền bị chuyển nhầm và buộc phải trả lại. Tuy nhiên, thì tuyên bố không nêu rõ về cách thức hoàn trả tiền, nhấn mạnh rằng người bị trả nhầm sẽ được thông báo chi tiết về phương thức hoàn lại. Tiếp theo, mời quý vị đến với thông tin liên quan đến dịch bệnh. Trường mầm non Trung Quốc liên tiếp có trẻ dương tính với COVID. Theo Vision Times, các thông tin chia sẻ trên mạng xã hội đại lục cho thấy, gần đây một trường mẫu giáo ở Thượng Hải phát hiện hàng loạt học sinh dương tính ngay sau khi học kỳ bắt đầu, nên đã đưa ra thông báo khẩn cấp yêu cầu cả lớp phải cách ly trong 2 tuần. Một tài khoản trên mạng xã hội X vào ngày 26 tháng 2 đã đăng 4 ảnh chụp màn hình kèm theo bình luận rằng đây rất có thể là do vaccine hoặc một đợt bùng phát dịch bệnh mới. Một trong những ảnh chụp trên màn hình hiển thị thông báo cách ly có nội dung:
Quý phụ huynh thân mến, trong lớp này có một trường hợp dương tính với COVID-19 và toàn bộ lớp cần phải được cách ly. Thời gian cách ly là từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 2. Các hoạt động hàng ngày đều diễn ra trong lớp, không thể tham gia các hoạt động khác của trường và thời gian đến và về của lớp sẽ lệch nhau. Yêu cầu phụ huynh luôn chú ý đến tình trạng thể chất của con mình và báo cáo kịp thời. Ngoài ra còn có ảnh chụp màn hình cho thấy thời gian cách ly đã được kéo dài đến ngày 1 tháng 3. Theo Soho News, dữ liệu từ các khoa cấp cứu của 4 bệnh viện lớn tại thành phố Ôn Châu cho thấy, từ đêm giao thừa đến ngày 8 tháng Giêng, tức là từ ngày 9 đến 17 tháng 2, khoảng 30.000 người đến bệnh viện. Tình trạng bệnh nhân chủ yếu là nhiễm trùng đường hô hấp trên như là cảm lạnh, sốt. Phần lớn bệnh nhân vào phòng cấp cứu là bệnh nhân đường hô hấp với nhiễm trùng phổi. Tuy nhiên, hầu hết các báo cáo liên quan đã bị xóa, điều này cho thấy tình trạng thực tế có thể còn nghiêm trọng hơn. Một số cư dân mạng nói rằng đó là loại virus corona mới. Tiếp theo mời quý vị chuyển sang phần tin tại Việt Nam. Mở đầu là các thông tin liên quan đến giao thông đường bộ. Mới đây trên nhóm xe tiện chuyến Quảng Ninh, mạng Facebook, tài khoản chia sẻ hình ảnh ô tô biển kiểm soát Quảng Ninh cùng người phụ nữ bị xây sát ở vùng cổ. Kèm với đó là nội dung tố cáo nhà xe chặt chém, khi khách không đồng ý thì bị đuổi xuống giữa đường trên cao tốc. Ngoài ra khi phát hiện bị khách chụp ảnh của nhà xe thì tài xế đã hành hung người chụp. Thông tin ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Đa số đều bức xúc với hành động của nhà xe này, mong được lực lượng chức năng làm rõ. Tối ngày 28 tháng 2, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã mời tài xế tới làm việc, đồng thời đang tạm giữ chiếc xe này. Cơ quan chức năng cũng đang liên hệ với người phản ánh. Theo dữ liệu đăng kiểm, chủ xe ô tô trú tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, xe chạy tuyến Quảng Ninh-Hà Nội còn hạn kiểm định được phép chở 10 người nhưng không đăng ký kinh doanh vận tải và không lắp thiết bị giám sát hành trình. Còn tại Sài Gòn, lúc 21 giờ tối qua ngày 28 tháng 2 tại ngã tư An Sương, quận 12 xảy ra va chạm giữa xe máy biển số Bình Dương và một ô tô tải biển số Sài Gòn. Vụ va chạm khiến hai người trên xe máy tử vong, gồm một người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ và một người phụ nữ. Xe máy hư hỏng. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông bị ùn ứ. Cũng trong chiều qua ngày 28 tháng 2, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, đoạn hướng về siêu thị Go xảy ra sự cố do đốt rác khiến khói đen phủ kín cả một đoạn đường. Người tham gia giao thông tại đây nói họ bị che khuất hoàn toàn tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Nhiều người nói như bị bịt mắt, phải di chuyển chậm, nép vào gần lề đường để tránh xảy ra va chạm. Một lãnh đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk cho biết, nơi xảy ra cháy thuộc khu vực dự án do đơn vị làm chủ đầu tư. Ban quản lý đã gom rác, cây cỏ khô để xử lý an toàn, nhưng người dân đã lén đốt gây nên sự việc. Đơn vị đã nhờ lực lượng chữa cháy hỗ trợ dập tắt đám cháy. Theo một lãnh đạo phường Thành Nhất, trước Tết đã có hai lần xảy ra sự việc tương tự gây mất an toàn giao thông. Các chuyên gia khuyên rằng, khi thấy phía trước bị giảm tầm nhìn do khói bụi, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, thậm chí là dừng lại để quan sát, tìm hướng đi khác. Nếu bắt buộc phải đi qua, tài xế cần di chuyển chậm, giữ khoảng cách với xe phía trước xa hơn so với thông thường, có thể bật đèn chiếu gần, đèn cảnh báo, kiên nhẫn di chuyển chậm, tránh chuyển hướng đột ngột hoặc là vượt xe khác. Tiếp theo là các thông tin đáng chú ý khác. Liên quan đến vụ kit test Việt Á, hôm nay ngày 29 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Trương Quang Việt, cựu giám đốc CDC Hà Nội và ông Lê Minh Tuyến, cựu trưởng phòng tài chính về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, cựu giám đốc Việt ra tòa sau 20 tháng bị bắt với cáo buộc móc nối và thông đồng với công ty Việt Á nâng giá mua kit test COVID-19 gây thiệt hại 9 tỷ đồng. Ông Việt, 51 tuổi, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, được giao phụ trách CDC Hà Nội khi dịch COVID-19 lan rộng. Trong vụ mua 28.300 kit xét nghiệm COVID-19, Việt Á đã chi cho CDC Hà Nội 8% hoa hồng, tương ứng với hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, ông Việt là chủ tịch hội đồng mua sắm nhận 500 triệu đồng, bị cáo Tuyến nhận hơn 800 triệu đồng. Bác đề xuất doanh thu bán 300 triệu đồng mới nộp thuế VAT. Thưa quý vị, trước nhiều ý kiến đề xuất cá nhân, hộ kinh doanh, doanh thu trên 180 đến 300 triệu đồng một năm mới phải nộp thuế VAT. Nhưng tại dự thảo sửa đổi đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính vẫn giữ chịu thuế là 150 triệu đồng, tăng 50 triệu đồng so với hiện hành. Theo Bộ Tài chính, mức thuế đề xuất 150 triệu đồng đã căn cứ vào chỉ số lạm phát và tình hình thực tế. Việc nâng mức giảm thuế cao hơn, theo Bộ Tài chính sẽ ảnh hưởng tới số thu ngân sách địa phương, nhất là các nơi có số thu thấp. Ngưỡng chịu thuế cao hơn sẽ không khuyến khích các hộ, cá nhân chuyển sang doanh nghiệp. Tuy nhiên, thì chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được cho rằng, ngưỡng doanh thu 150 hay 180 triệu đồng không hẳn là lý do khiến các hộ gia đình cân nhắc lựa chọn thành lập doanh nghiệp.
Lý do chính khiến hộ kinh doanh không muốn lên doanh nghiệp, theo ông Được, là do tốn kém chi phí, thời gian, do phải thực hiện quy định về hóa đơn, chứng từ, về người phụ trách kế toán, báo cáo, v.v. và phải nộp nhiều loại thuế và những chi phí khác nhau. Vâng thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Trần Tiến xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.